bất phụ kiện quan trọng từ Trung Quốc về Việt Nam. Thông tin trên được tờ báo Nhật Bản Nikkei Asian Review dẫn lời một nguồn tin thân cận với sự việc cho biết. Nguồn tin cũng cho hay, Gertek, một trong những đối tác sản xuất tai nghe chính cho Apple, sẽ đầu tư vào nhà máy sản xuất tai nghe AirPods thế hệ mới nhất của Apple tại Việt Nam trong thời gian sớm nhất. Hiện tại Gertek đang có hai nhà máy lắp ráp tại khu công nghiệp Quế Võ, Bắc Ninh, và thời gian gần đây Gertek chi nhánh tại Việt Nam liên tục đăng tin tuyển dụng nhân sự. Nhiều khả năng là để chuẩn bị cho dây chuyền lắp ráp AirPods mới của Apple, nguồn tin cũng cho biết Apple đã gửi thư đến các nhà cung cấp linh kiện khác, yêu cầu hỗ trợ Grotech trong thời gian đầu chuyển đổi dây chuyền sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam. Nhiều khả năng trong khi quá trình sản xuất thử nghiệm được thực hiện, Grotech sẽ sản xuất song song cả ở nhà máy tại Trung Quốc và Việt Nam, và khi giai đoạn thử nghiệm này kết thúc, Apple sẽ chuyển hoàn toàn dây chuyền sản xuất AirPods từ Trung Quốc sang Việt Nam. Hiện Apple và Gertek không đưa ra bình luận gì về thông tin do Nikkei Asian Review đăng tải ngoài apple thì nhiều hãng công nghệ lớn khác cũng đang cân nhắc chuyển nhà máy sản xuất của mình từ trung quốc về việt nam để tránh việc sản phẩm bị đánh thuế nhập khẩu vào mỹ khi mối quan hệ giữa mỹ và trung quốc trở nên căng thẳng đây sẽ là một cơ hội lớn cho việt nam nhưng kéo theo đó cũng là một thách thức khi thiếu hụt lao động tay nghề cao khi ngày càng có nhiều nhà máy lắp ráp điện tử đặt tại đây